T1 vừa có được chiến thắng trong khuôn khổ vòng bảng LCK mùa hè 2020 trước Hanwha Live Esports, nhưng rõ ràng, kết quả này không thể khiến các fan của nhà đương kim vô địch an tâm khi chứng kiến màn thể hiện của họ. T1 đã bất ngờ bị lật kèo trong ván 1, khi họ dẫn trước phần lớn thời gian nhưng rốt cuộc lại phạm sai lầm, dù đã giành chiến thắng ở hai ván sau đó để mang về một điểm thắng quý giá, nhưng rõ ràng sự thiếu ổn định của các thành viên là điều rất đáng lo ngại. Tuy vậy, mọi chuyện dường như đã bớt nghiêm trọng và căng thẳng, khi người chơi đường trên của T1, Kanna, có một pha tấu hài đi vào lòng người khiến khán giả dở cười dở méo. Số là trong ván đấu thứ 2, Camille của Kanna thay vì cầm dịch chuyển thì lại mang thanh tẩy đi đường trên. Thế nhưng, các bình luận viên thì lại cho rằng đây là meta mới mà T1 phát kiến ra, nhằm giúp anh chàng này khắc chế Rennet nhất tình và chống lại đội hình có rất nhiều khống chế của HLE. Đội ngũ bình luận viên của LCK càng thêm tin tưởng vào quan điểm của mình khi Kanna có được chiến công đầu sau một pha solo kill, mang về lợi thế rất lớn cho T1. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Kanna vốn dĩ đã thi đấu trên cơ Rennet tình hoàn toàn. Trong pha solo kill đầu game thì anh chàng thậm chí còn chẳng thèm dùng thanh tẩy. Nhìn chung, đây là một trận đấu mà phép bổ trợ này đã tỏ ra khá vô dụng trong tay Kanna. Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, anh chàng tuyển thủ đường trên của T1 đã vô tình khiến các bình luận viên và chuyên gia của LCK được một phen cảm tò khi hé lộ thẳng thừng lý do mang thanh tẩy cho Camille. Em bên không chỉnh phép bổ trợ nên mang nhầm phép của ván trước à? Vậy là đã rõ, chẳng có bất kỳ yếu tố chiến thuật nào ở đây cả, mà trái lại, đó chỉ là kết quả của một phút giây lơ đỉnh đến từ vị trí của tuyển thủ này mà thôi. Bởi lẽ trong ván 1, Kanna đã chơi khuyên đường trên, một vị tướng xạ thủ máu giấy với lối chơi băng bổ, và việc cầm thanh tẩy là điều cần thiết. Tuy nhiên, có lẽ do hiếm khi sử dụng lối chơi này nên sang ván sau, Kanna cũng quên bén mất là mình đang để phép thanh tẩy. Rốt cuộc thì T1 cũng giành được thứ quan trọng nhất trong trận đấu, đó là một chiến thắng, nhưng rõ ràng đội tuyển này vẫn đang gặp khá nhiều vấn đề trong cách vận hành lối chơi cũng như phong độ của các tuyển thủ. Lại nói về thói quen siêu dị của Faker, luôn dùng ngọc phụ tăng tốc độ đánh dù chơi pháp sư. Auto attack hay đòn đánh thường là thứ không thể thiếu trong liên minh huyền thoại và mọi vị tướng của game dù ít hay nhiều đều thực hiện hành động này. Đòn đánh thường là miễn phí, vì thế nó là cách hữu hiệu nhất để ăn lính hay trao điểm chiêu thức với đối thủ vì bạn không tốn tài nguyên gì cả. Đương nhiên là chỉ ở giai đoạn đi đường mà thôi. Những tưởng sát thương từ đòn đánh thường chỉ quan trọng đối với xạ thủ hay một vài tướng phụ thuộc vào việc auto áp cách kẻ địch, nhưng với tư duy của Faker, tuyển thủ vĩ đại nhất của liên minh huyền thoại, thì pháp sư cũng cần chỉ số tốc độ đánh để gia tăng sát thương. Bằng chứng là Faker sử dụng điểm ngọc phụ tăng chỉ số tốc độ đánh ở cả những vị tướng như Yue, LeBlanc hay cả Swan. Đương nhiên là anh vẫn lên đồ sức mạnh phép thuật bình thường mà thôi. Về cơ bản thì đòn đánh thường sẽ có thời gian tung đòn giống như thời gian vận chiêu vậy. Tốc độ gia đòn nhanh hay chậm sẽ chỉ số tốc độ đánh của tướng đó. Điều đáng quan tâm ở đây đó là nếu bạn di chuyển quá sớm trước khi thời gian tung đòn kết thúc, đòn đánh của bạn sẽ không được tung ra. Với các vị những pháp sư thì chuyện người chơi ngắt đòn đánh thường quá sớm thường xuyên diễn ra và bạn sẽ bỏ phí một lượng sát thương dù nhỏ nhưng vẫn vô cùng hữu dụng. Hơn nữa, chính thời gian tung đòn kể trên cũng khiến cho tướng của bạn đứng yên tại một vị trí khi đánh thường. Vì vậy người ta thường tung kỹ năng định hướng khi kẻ địch đang tấn công hoặc ăn lính. Thời gian đứng yên này lâu hay chậm sẽ phụ thuộc vào chất tướng. Vì thế mà những tướng có thời gian delay lâu như Anivia hay Kathus không còn quá ưa chuộng ở đường giữa hiện tại. Quay trở lại cách lấy ngọc của Faker, anh hiểu rõ những điều ở trên và nhận ra rằng nếu không có một lượng tốc độ đánh đủ tốt thì sẽ phí phạm một lượng sát thương dù nhỏ nhưng vẫn là có từ những đòn đánh thường. Đôi khi chúng là sự khác biệt giữa việc hạ gục hoặc không hạ gục được tướng địch. Hơn nữa tốc độ đánh quá thấp sẽ kéo dài hơn một chút thời gian bạn đứng yên để ăn lính, đồng nghĩa với việc gia tăng thêm nguy hiểm cho bản thân. Nên nhớ rằng đòn đánh thường một khi tung ra là không thể bị né, trừ trường hợp gặp GAX,
Nó giống như một kỹ năng chọn mục tiêu và không tốn bất kỳ thứ gì cả. Vì vậy dù chơi pháp sư thì Faker vẫn luôn lấy điểm ngọc tốc độ đánh để vừa có thêm sát thương lên đối thủ, vừa giảm thời gian đứng yên khi đánh quái, giảm thiểu nguy cơ trúng kỹ năng của đối thủ. Có lẽ game thủ nên tập dần thói quen dùng ngọc tốc độ đánh thay cho một chút sức mạnh thích ứng giống như Faker mà thôi.